Tôi đang đi dạo dọc theo đường Lê Thánh Tôn. Cạnh tôi đó là Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, là trung tâm đẹp nhất của thành phố, rất sạch sẽ, rất sang trọng, rất đẹp quý vị. Đây là cổng chính của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Rất tuyệt vời.